Nhật ký Vương Khánh Hưng ngày 10 tháng 10 năm 2024 ở chợ lớn. Ngày qua ngày, mọi thứ dần thay đổi. Hello, chào. Rồi, sáng rồi. Buổi sáng nè, thức dậy. Tập thể dục. Dọn dẹp chỗ ngủ. Máy lạnh. Bữa nay là thứ năm 17 tháng 10 năm 2024. Bữa nay là Song Thập, tức là quốc khánh của Đài Loan. Âm lịch là 8 tháng 9 thiếu năm Giáp Thìn. Đi ra nhà sao rửa mặt, làm mình rửa chừng. Tôi đã ra sao nhà.
rửa chân. Chải tóc. Về phòng. Tôi đã trở lại phòng nghỉ của mình và tiếp tục bài tập exercise. Sản xuất hai chân. Thank you.
So với bản chân. Dùng ngón cái ấn huyệt dũng tuyền, 1, 2, 3, 4, 5, thôi. Đổi chừng. Sau đó các đầu ngón chân, nơi có các đầu dây thần kinh nằm xa não bộ nhất. Trên năm đầu ngón chân có các huyệt đạo liên thông đến mắt, mũi, tai, miệng, lưỡi. Sơ bóp lòng bằng chân. Lòng bằng chân tiếp xúc với mặt đất giúp cho chúng ta có thể đứng vững vàng, gõ đấm. Trên lòng bằng chân có các huyệt đạo liên thông đến lục phủ ngũ tạng. Gót chân bấm, dỗ, sò. Gót chân là nơi chịu sức đè, sức nặng của toàn thân. Vận động của gót chân hỗ trợ cho hệ thống tiêu hóa, ăn uống, hệ thống bài tiết, tiểu tiêu và hệ thống tính dục, ân ái. Dỗ muôn bằng chân, kích thích hệ thống thần kinh kết nối bằng chân với đại não. Lắc cổ chân, xoa bóp bằng chân. Dùng ngón cái ấn huyệt dũng tuyền, 1, 2, 3, 4, 5, thôi. Chăm sóc hai đầu gối. Xuất dầu. Dầu nóng. Dầu nóng.
Xong mũi chà ta vào nhau xin nhiệt hít vào phòng cấm cảm mạo tránh các bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp. Dẫn động hai đầu gối và cơ bụng. Yeah.
dùng động tác nhúng tăng sức mạnh cho hai chân. Thế đứng một chân để ổn định lục phủ ngũ tạng. Thích đập tăng sức mạnh cho hai tài. Thank you.
老妈，bây giờ thì tôi sẽ chọn một chữ cho ngày hôm nay. Tôi tìm câu chữ cho hôm nay. Hôm nay tôi nghĩ ra câu là giúp cho chúng ta mạnh mẽ vượt qua những trở ngại. Người xưa ưa nói câu xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiệt. Trong câu này vừa có chữ nôn, tức là chữ của người phương Nam, vừa có chữ Hán, tức là chữ của người phương Bắc. Chữ Hán và chữ nôn trộn vào nhau một cách hài hòa, tạo ra nền văn hóa nước Việt. Ta coi câu xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Chứ xưa nay là tiếng nôm. Ngày xưa các cụ viết, lấy bộ y đặt kế bên chữ đao, đó là chữ sơ. Sơ là khởi đầu. Chữ nay thì lấy chữ ni chỉ âm độc, và lấy chữ kim để chỉ nghĩa. Kim là chữ Hán có nghĩa là nay, kim thiên là ngày nay. Chữ ni trong chữ này là chỉ âm độc của chữ nôm, đó là chữ nay, xưa nay. Nhân định, nhân hình vẽ một người đi đường, đó là chữ Hán. Định ở trên là bộ miên. Nhân định, nhân định là chữ Hán. Xưa nay là chữ nôm. Thắng thiên, thắng gồm có bộ nhục, chỉ nghĩa ở dưới này là chữ đao. Thắng là chiến thắng. Thiên là trời, nhìn lên trên bao la bát ngát. Cũng là tiếng nôm. Các cụ lấy chữ thủ chỉ nghĩa, kế bên đặt chữ cộng để chỉ âm độc của chữ cũng. Nhiều thì lấy chữ nhiêu chỉ âm độc, và kế bên là chữ đa. Chữ đa là nhiều, đa là nhiều. Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Sự kết hợp giữa nôm và hán một cách rất là hài hòa.
Cho tới ngày nay nhiều người khi nói tiếng Việt cũng không nhận ra được phần nào là Hán, phần nào là Nôm. Đó là sự tương dạng có thể trộn vào nhau một cách dễ dàng, một cách tự nhiên. Điều này cho chúng ta thấy chữ Hán đã mở rộng kho từ cho chữ Nôm, và ngày nay chúng ta có thể vừa dùng Hán vừa dùng Nôm để diễn đạt ý tưởng của mình. Hôm nay thì tôi lấy chữ Kim, lấy chữ Nai để làm chữ hội ý. Để có chữ Nai thì chúng ta lấy phần âm là chữ Ni, viết như thế này, chữ Ni ghép với chữ Kim, như vậy thì trong chữ Nai này, chữ Kim là phần chỉ nghĩa, chữ Ni là phần chỉ âm. Đây là chữ Nôm, một dạng chữ của người Nam không có trong kho từ chữ Hán. Sự kết hợp hài hòa chữ Kim chỉ nghĩa, chữ Ni chỉ âm, và chúng ta có chữ Nai. Nai tức là bây giờ. Đó là bài tập exercise ý thần hợp nhất mỗi buổi sáng của tôi. Chào. Kết thúc câu chuyện kể. Đây là chợ lớn. Chợ lớn buổi sáng. Theo thói quen thì buổi sáng tôi qua nhà bếp tự pha cho mình một ly cà phê đen nhiều nước. Cùng lúc dùng cái điện thoại tự ghi hình để có câu chuyện kể buổi sáng ở nhà bếp. Bây giờ tôi đi kiếm cái son để nấu nước sôi pha cà phê. Đây là cái son son gan có thể nấu lò từ. Tôi lấy nước. Tôi uống cà phê nhiều nước, nấu đầy một ly nước. Cắm điện, lấy về lấy cái đầu cắm có sợi dây thun đánh dấu. Rất nhiều đầu cắm. Mở lửa. Đặt gói cà phê uống 2 ngày.
mối cho ngày mai. Tôi uống cà phê với đường, không uống được. Tôi lấy nước chín. Dùng nước làm ướt miệng. Nuốt những ngụm nước để làm trơn cái thực quản, cái ống dẫn thức ăn từ miệng vào trong bao tử. Làm trơn thực quản, làm sạch thực quản, giúp cho chúng ta ăn uống ít bị mắc nghẹn, ít bị nấc cục. Người già phải ăn uống chậm rãi, thường xuyên làm trơn thực quản để chuyện ăn uống được thuận lợi. Nước đã sôi, tắt lửa. Quậy lên, nhâm nhi cà phê, tinh thần tỉnh táo. Giặt khăn, lau tay cho thiệt sạch, thiệt khô. Đẩy năm đầu ngón tay vào với nhau, tăng sức mạnh cho các đầu ngón tay. Vỗ mu bằng tay kích thích hệ thống thần kinh kết nối bằng tay với đại não. Tạo hóa sắp xếp hai tay nằm bên trong là hai lá phổi và quả tim,
hoạt động của phổi, vận hành khí trong nội thần, hoạt động của tim, vận hành máu đi đến các cơ vận. Do đó, vận động của hai tay sẽ hỗ trợ cho hệ thống hô hấp và hệ thống tuần hoàn máu. Mở rộng, ra vào. Tạo hóa, sắp xếp hai chân nằm ở phần dưới, hỗ trợ cho hệ thống tiêu hóa, ăn uống, hệ thống bài tiết, tiểu tiêu và hệ thống tình dục, ân ái. Vận động hai chân sẽ hỗ trợ cho hệ thống tiêu hóa, hệ thống bài tiết và hệ thống tình dục. Hoạt động của tim sẽ tạo ra nội âm, tức là tiếng nghe bằng chấn động. Chúng ta có thể dùng ba ngón tay theo dõi hoạt động của tim. Nghe rõ trên ba đầu ngón tay nhịp điệu bình thường. Nhịp nghe mạnh hơn bởi vì tôi thuận tay trái. Bình thường. Nếu trên chân có huyệt dũng tiền thì trên tay sẽ có huyệt hợp cốc. Ta dùng ngón trỏ ấn vào huyệt hợp cốc. Đây là huyệt hợp cốc. 1, 2, 3, 4, 5. Thôi. Làm qua tay phải. Một, hai, ba, bốn, năm. Thôi. Bây giờ quan sát khí huyết nội thân bằng độ hồng trên bàn tay. Bấm vào đẩy máu ra khỏi bàn tay. Buông ra thì chúng ta sẽ thấy dùng trắng và máu sẽ đến để phủ hồng. So sánh độ hồng trên hai lòng bàn tay để thấy sự cân bằng của khí huyết trong nội thần. Quan sát các đầu móng tay để biết phần cứng, tức là hệ xương cốt phát triển trong nội thần. Các đầu ngón tay hồng hào, không khô nứt. Phần cứng hệ xương cốt phát triển bình thường. Xem chỉ tay để biết bận mạng. Khi chúng ta làm việc vận động hai tay thì sẽ để lại những đường vết. Những đường vết là dấu tích của việc làm. Sẽ có những dần đậm lên và sẽ có những đường mờ đi.
hoặc là biến mất. Do đó, chỉ tài là một bản kê khai việc làm hàng ngày của mỗi người. Do đó người ta coi chỉ tài biết việc làm. Mà biết việc làm thì đoán được cuộc sống, đoán được vận mạng. Đó là câu chuyện mỗi buổi sáng của tôi. Ở bên nhà bếp. Bây giờ thì về phòng chào. Tôi đã về phòng. Bài binh bố trận. Bánh mì tới rồi. Tôi đi lấy bánh mì. Treo ở đầu giỏng cho bà xã. Còn một ổ thì tôi nhâm nhi tráng miệng. Đó là thói quen. Người già thường sống theo thói quen. Tiền thói. Tôi sẽ dùng Google Translate để tự rèn luyện môn tiếng Anh. Tôi tap vào cái icon của Google Translate. Một bên là Vietnamese tiếng Việt, một bên là English tiếng Anh. Tôi uống cà phê. Tôi uống cà phê mỗi buổi sáng. Nghe đọc. I drink coffee every morning. I drink coffee every morning. I drink coffee every morning. Tôi ăn bánh mì mỗi buổi sáng. Tôi ăn bánh mì mỗi buổi sáng. Nghe đọc. I eat bread every morning. I eat bread every morning. Bread là bánh mì. Mỗi buổi sáng là every morning.
tôi dùng khăn ăn để lau miệng. Tôi dùng khăn ăn để lau miệng. Nghe câu tiếng Việt. Tôi dùng khăn ăn để lau miệng. Chính xác. Câu tiếng Anh. I use the napkin to wipe my mouth. I use là tôi dùng. Napkin là cái khăn ăn. Napkin. To wipe my mouth. Wipe là lau. My mouth là cái miệng của tôi. I use a napkin to wipe my mouth. I use a napkin to wipe my mouth. Buổi sáng tiết trời mát mẻ. Nghe con tiếng Việt. Buổi sáng tiết trời mát mẻ. Câu English. In the morning the weather is cool. Buổi sáng là in the morning. Tiết trời ở đây là thời tiết, là the weather. The weather là thời tiết, is cool là mát mẻ. In the morning weather is cool. In the morning weather is cool. Tôi thích ôn tập môn tiếng Anh mỗi buổi sáng. Ta có thể kiểm tra câu tiếng Việt. Tôi thích ôn tập môn tiếng Anh mỗi buổi sáng. Chính xác. Câu tiếng Anh. I like to review English every morning. I like to review English every morning. I like to review English every morning. I like to review English. Và tôi thích ôn tập môn tiếng Anh mỗi buổi sáng là every morning. Đây là chỗ nghỉ ngơi của tôi. Đây là chỗ nghỉ ngơi của tôi. Nghe đọc. This is my resting place. Rest là nghỉ ngơi. Resting place là cái chỗ nghỉ ngơi. This is my resting place. Place, chỗ. Nghe lại. This is my resting place. This is my resting place. This is my resting place. Tiếng Anh là một ngôn ngữ rất thông dụng. Nghe đọc. English is a very popular language. Popular là đại chúng. English is a very popular language. Popular language là một ngôn ngữ đại chúng, ngôn ngữ rất thông dụng. Very popular language. English is a very popular language. English is a very popular language. Popular language là ngôn ngữ đại chúng, ngôn ngữ thông dụng. Biết một ngôn ngữ, chúng ta sẽ mở rộng
tầm nhìn. Nhìn vô ta thấy câu tiếng Việt sai. Ta nói học biết một ngôn ngữ, chúng ta sẽ mở rộng tầm nhìn, nó học không biết. Ta sửa chữ không thành chữ học. Thỉnh thoảng nó cũng sai. Có khi giọng đọc của mình không có rõ. Nghe câu tiếng Anh. Learning a language broadens our horizons. Learning tức là học à. To learn là học. Learning a language broaden là nước ngoài. Broaden là mở rộng. Our horizontal, tầm nhìn. Our horizontal, broaden our horizon. Tiếp tục. Tiếng Anh tương đối khó học. Ta nhấn vào microphone rồi ta sẽ đọc. Tiếng Anh tương đối khó học. Nghe câu tiếng Việt. Tiếng Anh tương đối khó học. Câu tiếng Anh. English is relatively difficult to learn. Relative là tương đối. Relatively difficult là khó. Difficult to learn rất là khó học. Difficult to learn, khó học. Dễ học là easy to learn. English is relative là tương đối. Relatively là tương đối. Difficult to learn, khó học. Ta ôn lại những câu vừa học, cứ lặp đi lặp lại cho tới lúc nó trở thành phản xạ. Đây là câu chuyện. Tôi tự ôn tập môn tiếng Anh mỗi buổi sáng. Để viết một cái essay bằng tiếng Anh thì tôi sẽ mở trang Notebook. Notebook là một trang xử lý văn bản đơn giản. Đây là Notebook. Tôi nhấn vào dấu cộng, tôi mở trang mới. Ở đây là cái bàn phím. Tôi chọn bàn phím tiếng Việt. Ở đây nó có cái dấu hiệu của cái micro. Tôi nhấn vào micro, tôi đọc, nó sẽ xuất hiện chữ. Do đó tôi có thể viết một bài luận, một bài essay mà không cần phải gõ phím. Tôi đọc tới đâu thì nó hiện ra tới đó. Tôi để nó trước mặt. Coi như là một cái cô tóc ký có thể ghi chép những gì mà tôi đọc một cách nhanh chóng hiệu quả. Tôi sẽ viết một bài essay với những cái ý tưởng quen thuộc. Tôi tắt máy lạnh.
chỗ ngủ. Phải ra sau nhà rửa mặt, lau mình rửa chân. Phải rồi trở lại phòng nghỉ tiếp tục bài tập exercise. Phải sau đó tôi qua nhà bếp tự pha cho mình một ly cà phê đen nhiều nước. Phải trở lại phòng nghỉ, tôi ăn bánh mì, uống cà phê đen và ôn tập môn tiếng Anh. Chấm. Mọi động tác tôi vừa làm vừa tự ghi hình để có câu chuyện kể đầu ngày. Với tôi đây là một thói quen và tôi thích thói quen này của mình. Chấm. Đó, bạn thấy tôi đọc tới đâu cái cô thư ký này nó ghi tới đó. Bây giờ thì tôi sẽ lấy tay chạm vào đây và tôi select all, tức là tôi chọn hết, select all, và tôi sẽ điểm lên copy. Tôi sẽ chép cái bài này vào dùng nhớ điểm clipboard. Như vậy tôi đã có cái bài này trong dùng nhớ điểm. Bây giờ thì tôi trở lại Google Translate. Tôi sẽ dán cái bài đó vào đây. Tôi nhấn vào chữ pad. Tôi đã dán cái đó vào đây. À, ở dưới thì nó dịch tiếng Anh, ở trên là tiếng Việt. Bây giờ tôi nghe câu tiếng Việt. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi tắt máy lạnh, dọn dẹp chỗ ngủ, ra sau nhà rửa mặt, lau mình rửa chân, rồi trở lại phòng nghỉ tiếp tục bài tập exercise. Sau đó tôi qua nhà bếp tự pha cho mình một ly cà phê đen nhiều nước. Trở lại phòng nghỉ, tôi ăn bánh mì, uống cà phê đen và ôn tập môn tiếng Anh. Bạn thấy không? Tôi vừa làm vừa tự ghi hình để có câu chuyện kể đầu ngày. Với không. Tôi đây là một thói quen và tôi thích thói quen này của mình. Đó, bạn thấy không có sai một chữ nào hết. Và nó đã dịch ra tiếng Anh. Bây giờ ta nghe câu tiếng Anh. Nhấn vào cái dấu hiệu, cái loa speaker, ta sẽ nghe đọc. Every morning when I wake up, I turn off the air conditioner, clean up my sleeping place, go to the back of the house to wash my face and feet, then go back to the break room to continue my exercise. Then I go to the kitchen to make myself a cup of black coffee with lots of water, go back to the break room, eat bread, drink black coffee and review English. I record every movement while doing it to have a story to tell at the beginning of the day. For me, this is a familiar block and I like this habit of mine. Đó. Chúng ta có thể viết essay, tức là viết những bài luận một cách rất đơn giản ở tiếng Việt trong notebook, sau đó chúng ta cất nó vào dùng nhớ điểm clipboard, rồi ta mở cái Google Translate, ta dán cái bài viết đó vào trong cái khu tiếng Việt. Chúng ta sẽ có bài dịch qua tiếng Anh hoặc là một thứ tiếng nào đó mà chúng ta muốn. Sau đó thì chúng ta phân tích những câu tiếng Anh để mà học những từ mới, học những nhóm từ, học cấu trúc của câu. Bây giờ tôi sẽ đọc bài này. Every morning when I wake up. Mỗi buổi sáng lúc tôi thức dậy. Every morning when I wake up, I turn off the air conditioner. Tức là tôi tắt máy lạnh. Turn off the air conditioner.
clean up my sleep place, clean up my sleep place, tức là tôi dọn dẹp chỗ ngủ của mình. Sleeping place là chỗ ngủ. Go to the back of the house, đi ra nhà sau. Go to the back of the house to wash my face, rửa mặt. Wash my face and feet, và rửa chân. Then go back to bedroom, rồi trở lại cái phòng nghỉ. Bedroom to continue my exercise, to continue my exercise, tiếp tục bài tập buổi sáng, bài tập thể dục. Then I go to the kitchen, rồi tôi đi qua nhà bếp. With that, then I go to the kitchen to make myself a cup of black coffee, tức là tôi pha cà phê. With lot of water, nhiều nước. With lot of water, nhiều nước. Go back to break room, trở lại phòng nghỉ. Break room là phòng nghỉ. Eat bread, ăn bánh mì. Eat bread. Drink coffee, uống cà phê. And review English. Ôn tập môn tiếng Anh with Google Translate. Với Google Translate. I recall every moment. Tôi ghi lại mọi động tác. Recall là ghi. Movement là mọi động, là động tác. While, trong khi. Doing it, trong khi làm, trong khi thực hiện. To have a story, để có một câu chuyện. To tell at begin of the day, về ngày đầu. Beginning of the day là buổi sáng, bắt đầu của buổi sáng của một ngày. Beginning of the day là bắt đầu của một ngày. For me, tức là đối với tôi. This is a familiar, đối tôi đây là một thói quen. I like this habit of mine, tôi thích thói quen này của mình. I like this habit of mine. Đó. Ta có cái bài này, ta có thể nghe lại. Every morning when I wake up, I turn off the air conditioner. I turn off the conditioner. Clean up my sleeping place, go to the back of the house to wash my face and feet, then go back to the break room to continue my exercise. Then I go to the kitchen to make myself a cup of black coffee with lots of water, go back to the break room, eat bread, drink black coffee and review English. I record every movement while doing it to have a story to tell at the beginning of the day. For me, this is a familiar block and I like this habit of mine. Thấy không? Bây giờ muốn tiến qua thì chúng ta nhấn vào cái chữ English. Chúng ta chọn tiến qua chữ vòng thể thì ta chọn là Chinese Traditional. Lập tức cái phần chữ Việt đã dịch ra câu tiếng Hoa mà chúng ta sẽ nghe đọc. Mỗi thiên zào sang qi chuang hou, wo guan diao kong tiao, qing li shui jiao de di fang, dao wu hou xi lian, ca shen zi he jiao, ran hou hui dao fang jian ji shu duan lian, ran hou jiu qu dao chu fang ge zi ji pao le yi bei hei ka fei, hui dao fang jian, wo chi le mian bao, 喝了黑咖啡，复习了英文。我记录下我所做的每一个动作，以便在一天开始时有一个故事可以讲。对我来说，这是一种习惯。我喜欢我的这个习惯。我喜欢我这个习惯。哈哈，习惯了，习惯。都读。 今天早上起床后, 我关掉空调, 关掉空调了, 打开, máy điều hòa. 清理睡觉的地方, 咏也咏舞, 清理了, 睡觉的地方,
ta vu hô xí liền, đi ra nhà sao xí liền là rửa mặt, xa sân thị hở chảo tức là lau mình và chân, rán hô khuấy tao khoáng chén chi xí tuân liền, sau đó trở lại phòng tiếp tục tập luyện, rán hô khuấy tao khoáng chén chi xí tuân liền, rán hô chiêu xí tao chúa khoáng kỷ chưa chỉ phao là với bê hay cha phê, sau đó rán hô chiêu xí tao chúa khoáng là đi qua nhà bếp, chúa khoáng là kitchen room, kỷ chưa chỉ phao là với bê hay cha phê, phao là pha đó, với bê hay cha phê là một ly cà phê đen, khuấy tao khoáng chén trở lại phòng, vô sư là men bao, vô sư là men bao, hơ là hay cha phê, hơ là hay cha phê là uống ly cà phê đen, phu sĩ yên quẩn cho ông tập tiếng Anh là phu sĩ yên quẩn, vô chi lu xia vô sở cho đa mấy y cái động chỗ, vô chi lu xia vô sở cho mấy y cái động chỗ, tôi ghi lại, ghi lưu là ghi lại. Và cho tôi mỹ cái động chỗ là mọi cái động tác của tôi. Dì bên cha y thiên khai sử sử, dùng với cái cụ sử, khở ý chạm. Vậy là tôi có một câu chuyện kể mỗi ngày. Tuy hồ lại số, tức là đối với tôi mà nói, chứ chiêu, chứ sư y chủng trí quan, đó là một cái thói quen, trí quan là tập quán là thói quen. Tôi sĩ hoan của chứ cái trí quan, tôi thích cái thói quen này của mình. Chứ sư y chủng trí quan, tôi sĩ hoan của chứ cái trí quan. Tôi đọc một cách nhịp điệu bình thường. Mỗi thiên chào sang chỉ chóng hậu, vô quan tiêu khung thiểu, sinh lý suy chào tờ đi phang, tạo hậu, vô hậu xí liền, xa sân, xa sân thị, hở chào hậu, khuấy tạo khoáng chén, chi xuy, tuân liền, rán hô, chiêu xí tao chú phóng kỳ chư chỉ, phao lợi y bê, hê, cha, phê. Huy hoáng chén, vô, sư miên bao, hơ, hê, cha, phê. Hù xí, yên, quẩn, vô, chi lu, xe lại, vô, sở, chô, tờ, mấy cái động tác dì bên cha y thiên khai sử sử có một cái câu chuyện có thể nói đối với tôi là đây là một cái trí quan tôi thích tôi có một cái trí quan bạn thấy không, Google Translate rất là hữu ích giúp cho chúng ta open my brain, tức là mở cái óc của chúng ta ra. Biết một ngoại ngữ, chúng ta sẽ mở rộng kiến thức của mình. Chào. Kết thúc câu chuyện kể. Đi bởi thằng nha, nó thập khởm nha, rồi cái sụp chút đó là con dễ bị chết té. Ăn cơm gạo nó được không? Đâu không? Bên kia đúng không? Giờ bên ta không được. Bên kia nhà này mới mở. Bốn mấy là nhà này mới mở. Ê, bển có mướn người làm không? Dạ có. Làm chứ mình làm nó có nổi không? Muốn làm con gửi tiền me không? Hả? Thôi. Năm mươi Nguyễn Hữu Thuật. 50. Dạ đúng rồi, 50 Thuật anh đi đâu? Phường 2 quận 3, 50 Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Thiện Thuật, phường 2 quận 3. Mày lấy tờ giấy mày ghi cho chị Phương. Bỏ vô cái nón đó anh Dũng, bỏ vô cái nón.
Đây, mấy giấy ghi. Rồi tại tại ai có ai chú cho là chú ghi trong cái giấy mới là gớt ngất đó. Cái năm mươi không bao giờ mà. Nguyễn 50 Nguyễn Thiện Thuật. Phường 2 á. Thiện không có. Nguyễn Thiện Thuật cũng gần đây nè. Cái gì cái chỗ đó là phường 2 quận 5 đâu. Phường 2 quận 3. Nguyễn Thiện Thuật. Nguyễn Thiện Thuật. Thấy ở đây hay mang nó cao nè, nó cao gót thì tao nhìn thấy sợ chứ. Tại người ta có một khúc như vậy. Nguyễn nói dễ đâu mà. Chút chứ. Có phải đâu mà chút chứ. Rồi đang bự xa cao cao lên không? Quận 3, 2, 3, 3 bỏ chưa? Quận 2, quận 3. Ờ, chỗ đó là quận 3. Nửa nó ngứa. Ủa chị có làm gì không mà ngứa? Con mắt xó nè, xó cho nó chạy đi nè. À mới xó. Nó đi một cái đường chỉ. Chắc nửa lên cho nó dặm lộn cái nó đi về. Hả? À, không làm chứ xó từ làm ấy. Xó là mí lại. Cho nó dặm lại á. Không mà tâm nó làm lên nó nhìn cái lỗ mũi nó giống như sữa. Mổ. Đẩy cái này nè chị, cái này nè thay vì mình bình thường xẹp nè chị cũng bị đẩy nè thấy không? Thì bây giờ bơm đồ vô để đẩy nó lên vậy nè. Đẩy nó lên thì thấy đẩy ra. Cậu giờ bình thường 43 là nó như vậy. Trời ơi tao bả cỡ bây giờ nó mắc cười quá trời luôn. Mà hai cái này thấy căng không? Có cảm thấy căng không? Từ từ nó quen à, cái gì mới rồi nó. Mà sao nhìn cũng căng lắm á nha, mà cũng thấy căng nè. Nếu mất bê rồi là dùng nhẹ dùng. Nếu mất bê cô bê ngoài. Giờ hẹn với cháu của Hồng đem cá qua đây. Tại vì cá đó là ngồi đi bà ơi. Đây đây có ghế. Đây ghế ngồi. Cá đó là không có đem mấy được. Cá bột nắng hả? Dạ. Trời ơi cá bột nắng sao đem được chị, sắp tay hả? Nó đem nắng gỏi á, nhưng mà không có lấy sớm được. Lấy là để ra sân bay luôn á. Ủa rồi coi sao cuối cùng không có ký nào. Dạ. Không có ký nào. Có đợi nó đem. Ủa, qua. Ủa vậy là nó đem qua thùng đông đá luôn đúng không? Nó bỏ vô cái thùng luôn. Dạ. Cái thùng đó rồi với thêm một cái vali rồi thêm một cái có phạt vậy chứ không, cái sách tay nè là cái này với cái ba lô còn một cái vali với một cái ở gì vợ quay nãy giờ hả. Chào bạn, đây là chợ lớn. Chợ lớn hôm nay là thứ năm, 10 tây tháng 10 năm 2024 âm lịch, nhằm ngày mùng 8 tháng 9 thiếu năm Giáp Thìn. Thế vận hôm nay, tài vận 87%, việc học 95%, việc làm 71%, số đào hoa 74%, chuyện tình ái 95%, an toàn 95%, sức khỏe 62%, tổng hợp 50%. Những chuyện làm được. Những chuyện làm được hôm nay là săn bắt các loại côn trùng có hại cho nông nghiệp. Tuổi xung khắc. Hôm nay là ngày của tuổi mùi con dê. Tuổi mùi con dê xung khắc với tuổi sửu con trâu. Sinh tiêu tương hại. Tuổi mùi con dê hại tuổi tý con chuột.
lục hợp sinh tiêu. Tuổi Mùi con dê, lục hợp giới tuổi Ngọ con ngựa. Tam hợp sinh tiêu. Tuổi Mùi con dê, tam hợp giới tuổi Hợi con heo, và tuổi Mão con thỏ. Tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Hương vị của các vị các thần. Hỷ thần ở hướng chính nam, phúc thần ở hướng chính nam, tài thần ở hướng chính tây, dương quý nhân ở hướng tây bắc, âm quý nhân ở hướng chính tây. Chúc các bạn một ngày nhiều may mắn. Have a good day.